Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Hiện tại là Từ Siêu đã có mặt tại Linh Quỳnh. Và phía sau lưng của Từ Siêu là một cặp ghe đang tìm chủ mới. Thì mời cả nhà vô chi tiết để xem như thế nào ha. Thích chiếc nào, gã chiếc đó ha. Gã nguyên cặp thì có lợi hơn. Cả nhà hãy vô chi tiết nữa nha. Em nó đang đậu ở bến nhà nha. Cái chiếc bên ngoài là chiếc đực, bên trong là chiếc cái nha. Bây giờ mình sẽ vô chiếc cái, mình xem như thế nào nha. Đi theo Từ Siêu nha. Về phần phía sau lái nè. Đó. Chiếc cái nè. Cũng tạm được. Chiếc đực nè. Đó. Cũng lấy đôi luôn, lắp inox. Lương đụng phía sau lái rồi đó. Nói chung thì ok được. Ngon. Vừa tầm giá, lan can thì còn ngon luôn, lan can cabin mới chát luôn, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ ra chiếc mũi mình quay nha, lên ghe quay. Về phần kích thước á, thì chiếc cái là bề ngang nó 5m2, bề dài là 20m5, mình đang nói phủ bì nha. Tâm hạ của nó là 2m2, ghe lắp keo nguyên con rồi. Đây chiếc mũi đây. Đó. Mẫu này thì cũng ok, cũng được. Mũi thì cũng cao ráo vừa phải ha. Chiếc đực nằm bên ngoài nè. Đực cây neo, cái cây neo. Bây giờ mình sẽ lên ghe nha, mình coi nha. Để xem như thế nào nữa. Từ Siêu đang ở trên ghe nha. Mắng neo nè. Đó, im đẹp đàng hoàng. Cái phần khúc neo này bị hư rồi. Không sao. Đây, hầm mũi đây. Chút nữa xuống đây coi hầm mũi nha. Ách neo thì không có lắp keo. Không lắp keo thì nó bền hơn. Mấy phần này. Gỗi ghẻ nè. Gỗi ghẻ lên cào. Này chơi nóc luôn nha. Sắt kết hợp với nóc. Về phần hầm á là gồm có 8 hầm. 8 hầm nha. Ông chủ ông nói là cái phần cây á thì ổng mua lại của người khác. Cho nên á là không có biết. Không biết cây gì luôn. Nhưng mà bà bảo đảm là cây tốt nha. 8 hầm. 7 hầm đã thổi mớp rồi. Còn hầm số 8 á thì bóp nhận đó. Bây giờ sẽ xuống hầm mũi coi nha, coi cái phần hầm mũi bê công như thế nào. Cả nhà theo Từ Siêu. Mình đang ở dưới hầm mũi nha. Ở đây ông chủ này ông cũng rất là kỹ nha. Cái phần hầm mũi này á là ổng cho thổi mớp vô rồi đó, lấy dán đóng bít lại luôn rồi nè, thổi mớp rồi nha. Cây cối này nó còn im. Rồi, ngon nha cả nhà. Chiếc cái này còn ngon. Mấy cái dáng này thì hồi đó đóng cây tốt luôn đó. Sến, sao, bô bô, trò. Bê răng đó. Thổi mớp hết rồi đó, đúng không? Nè, yếm nè. Im còn im luôn nha. Quá im luôn. Rồi bây giờ đi lên nha. Cứ liên hệ số điện thoại của ông chủ á. Với bà chủ hai số đó. Rồi đi lên nha cả nhà. Đường dây neo nè. Giao luôn. Thùng thái giao luôn. Về cái phần hầm nè. Ghe thì đang hoạt động nha. Ghe đang hoạt động bình thường. Hầm ngon đàng hoàng. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong cabin mình coi. Về cái phần miệng cào á là gồm có 4 miệng giao luôn. 2 miệng cá xanh. 2 miệng cào cá xanh, 1 miệng cào ngài, 1 miệng cào bay. Bay đêm. Đó. Vừa dàn đồ nè, cho luôn. Đó.
Nếu mà lấy nguyên cặp á thì là giá 1,7 tỷ, có thương lượng giao luôn dàn đồ. Còn mà lấy từng chiếc á, chiếc cái này nè là giá 1,1 tỷ, lấy dàn đồ thì ok, còn không lấy dàn đồ thì giảm lại 1,1 tỷ giao máy điện định vị. Ở bên đây là có máy dò cá luôn nha, phu lăng inox cán cây, tay ga số, có đồng hồ, báo nhớt, nước, tắp lô điện đây, tắp lô để phía bên tay trái, chăn bà phía bên tay phải, đây phòng của tài công, thông với phòng của anh em ngư phủ nha. Đây lót bi tít nè, hộp tủ hai bên. Rồi bây giờ ra sau hầm máy mình coi nha. Đây xài lô bả, chút thử luôn. Mấy cái bồn này là tặng luôn đó, không có lấy đâu. Phi nè, chứa nước xài. Ở đây thì không có làm bồn, không làm bồn chứa nước. Chữ A thì xài sắt. Bếp thì để phía bên tay trái nha. Đây, máy đây. Máy Hino 139 có độ trục bô. Ghe này đang hoạt động nha cả nhà. Chủ ghe nói chán bạn cho nên là kêu gã em nó đi xuống nha. Đây, hộp số đây. 8,5 tua. Cái láp của nó nè, cái láp 120 ly. Xài chân vịt thao 4 cánh. Rồi, đi vô coi bê công nha. Bên đó có máy D 24 đó. À, đây xài thêm cái bình lượt inox nữa nè. Chuyền vô đó, chuyền vô máy, lượt inox luôn. Rồi qua coi bê công nha. Rồi bây giờ mình coi bê công nha. Ok. Cứng ngắc luôn nha. Cứng ngắc nha. Còn im nha. Ủa, cái này lỗ lông không sao, cứng ngắc à, sọt vô biết đau luôn á trời. Không, chiếc này là còn được nha cả nhà, im nha. Chiếc này là hồi đó là chắc cây tốt lắm nè. Cái dáng này là hồi đó cây tốt, bảo đảm luôn. Máy đời 24 còn hoạt động luôn nha. Rồi bây giờ đi ra nha, coi bên phía tay phải đi. Ở đây xài bồn dầu chạy là bằng nhựa. Mấy cái phi này thì được mười mấy phi ta? 12 phi gì đó. Mười mấy phi đó. Này là giao hết luôn đó. Mấy thay bồn dầu chạy nữa. Thì dầu là cho mỗi chiếc 100 lít dầu chạy về nha. Chủ nói như vậy nha. Qua đây coi. Dưới này coi. Đi xuống gì đâu. Đây bình đề, bình đèn là 4 cái 200 đó. Bê công nè. Hệ thống lái thì hệ thống lái dây. Dây chuyền cần cung phía sau. Ok. Còn im. Thấy gì đó. Chà rửa ra khá nó khác liền rồi nha. Cây hồi xưa là nó tốt lắm. Hino 139 nè, cúp ếch tăng đa. Nó chủ nói như vậy đó.
chút nữa thử cho cả nhà coi nha. Rồi. Có độ trục bô cục ít tăng đa. Rồi máy không đủ hơi nha, quá ngon nha. Vô lô đi, đặt lô đi. Đặt lô. Đó. Ngon nha, quá êm. Ở đây thùng gạo nè, ở đây thì chứa được khoảng 3 người, còn đây đường lên phòng trên nữa. Nói chung là cái chiếc cái này còn rất là ngon nha, tiền nào của đó nha. Giá thì chiếc cái này là 1.1 tỷ đó. Thì cứ ưng chiếc nào thì gã chiếc đó nha cả nhà, cứ gọi cho số điện thoại của ông chủ bà chủ ha. Mình thì mình được nhờ quay lại thì mấy cái phần bê tông hầm lái thì khỏi coi đâu. Nói chung thì chiếc này cây đó hồi tốt lắm, bồn này giao luôn nha đó. Ba dàn đồ này giao luôn. Sàn khô nè, sàn khô bên chiếc cái nè. Đó, cũng còn quá ngon nè, thấy không?
Về phần kích thước của chiếc tàu đực á, là bề ngang á, của bì á nha, là 4m2, bề dài á, là 18m5 đó, tâm hạ là 1m7. Thì ghe hiện tại đó là cũng đang hoạt động, sức chứa của nó thì khoảng 20 mấy tấn nha. Chút nữa sẽ xuống hầm mũi cho cả nhà coi. 600 triệu. Cây thì ông chủ ổng mua lại của người ta đó, thì không biết cây gì, nhưng mà hồi xưa thì cây tốt không à, lan can nè, còn im lắm nè. Và bây giờ mình xuống hầm mũi mình coi nha. Về phần chiếc mũi nè, nó phần yếm, yếm thì nó hư chỗ này chút xíu đó. Ở đây thì hư 1-2 tấm be nó, còn đây nữa nè, đây 1 tấm nữa. Nói gì công còn ở đây, đây thì cũng hư bên phía bên phải, hư 1 dây nữa chút đó đó. Đây sửa rồi, rồi đi lên nha, còn tạm ổn nha. Về phần chiếc đực á, là gồm có tổng cộng là 7 hầm nha, 7 hầm. Ở đây á, là hầm luôn tuồn hết á, để chứa phi dầu. Giờ nhảy xuống coi luôn nha. Luôn tuồn dễ nhìn, phía đó ngăn lại rồi đó, như vậy nè mới dễ coi, dễ kiểm soát, thông với hầm máy luôn nè, thấy không? Chút nữa ra hầm máy mình coi nha. Đực là giao hết luôn đó, máy điện định vị nó mấy cái phi này luôn đó, giá 600, có thương lượng luôn, 600 triệu cho một mối tình. Dàn bon này còn cứ ngắt luôn nha, chúng lên dặm cho cả nhà coi. Cứ ngắt luôn. Bên chiếc đực thì cái phần sàn khô á, mình thấy là cũng mới lắm nè, còn im lắm, thấy không? Cứng ngắc luôn. Bây giờ vô phòng tài công mình coi nha. Lô bả còn cứng ngắc luôn, còn quá im. Vô lăng cắn cây, đồng hồ báo, nhớt, nước, tua. Ở đây chăn bà, chăn bà phía bên tay phải, còn tắp lô điện thì phía bên tay trái đó. Phòng của tài công nè, thông ra làm sao với phòng của anh em ngư phủ luôn. Giao máy điện định vị luôn nha. Rồi đi ra làm sao, đi ra làm sao mình coi. Cái lô bên đây tới à, giao thùng thái luôn. Đây có 2 cái phi nước, ghe đang hoạt động cho nên là nó hơi bầy bộn chút xíu nha. Đây cái bếp, rồi đi xuống nha. Ở đây 2 cái bồn dầu chạy nè,
hai bồn ngàn mấy lít đó. Đây phần hầm lái. Nói chung nhìn vậy thôi chứ chà gửi gì ra nó khác rồi nha. Ghe đang hoạt động mà. Về phần máy á, là máy Hino 13.9 cốt ếch tăng đa, có độ trục bô. Nó tăng thêm mã lực. Hộp số của nó là 8,5 tua. Cái lắp của nó là 120 ly. Chân vịt thao 5 cánh. Bây giờ mình vô mình coi nha. Coi bê cong. Ở bên đây thì không có cái máy D. Hệ thống lái thì hệ thống lái dây. Rồi bê cong. Mấy cây này thì không có quan trọng đâu. Mấy cây ngang này không quan trọng đâu. Đổ lồng chứ nó còn cứng bên trong lắm nha. Quan trọng mình coi ba cong. Về phần ba cong á, ở bên phía tay phải á thì mình có thấy là cũng còn ok nha. Mấy cái khúc này á thì nó đổ lông mà không sao đâu. Bấm vô nó cứ ngắt à. Dây ga nè, thấy gì đó còn cứng ngắc rồi nghe cả nhà, đừng có giỡn với nó nha. Của người thì mới ta, tiền nào của đó. Bình đề bình đèn nè, bình 200 4 cái, hệ thống lấy dây. Rồi chuẩn bị nổ máy thử nha, để coi tiếng nó như thế nào. Rồi nổ máy đi. Nổ máy à? Ok. Để máy đi.
im. Lên nha. Nó quá ngon nha, máy ngất ngon nha cả nhà. Không đổ hơi, không khói trắng nha. Chủ bao cốt ít tăng đa. Và xin nhắc lại nha, chiếc này chạy cái lắp 120 ly, hộp số là 8 tua rưỡi, chân vịt thao 5 cánh. Rồi đi lên. Hồi nãy giờ là mình quay sơ lược cho cả nhà coi rồi nha. Bây giờ mình sẽ nhắc lại. Bề ngang của em cái này á là 5m2, bề dài là 20m5, tâm hạ là 2m2. Đó, cây thì không biết cây gì. Đó, tại vì chủ họ mua lại, nhưng mà toàn là cây tốt không nha, cái dáng này. Thì về phần giá đó, là chiếc cái này á thì là 1.1 tỷ có thương lượng. Máy là máy Hino 139. Hộp số á là 8 tua rưỡi. Cái lắp 120 ly. Chân vịt thao 4 cánh. Đó. Giao máy điện định vị, máy dò cá, cho 100 lít dầu chạy về. Đó, về phần chiếc cái á nha. Còn chiếc đực á là ở bên kia. Chiếc đực bề ngang nó là 4m2, bề dài á là 18m5, tâm hạ là 1m7. Cây cũng không biết cây gì luôn, cũng mua lại với người ta vậy đó. Rồi giá 600 chiếc cái. Máy Hino 139, cúp ít tăng đa, hộp số là 8 tua rưỡi. Nói chung chiếc này là hai chiếc là toàn bộ là cúp ít tăng đa nha. Chiếc đực 600, chiếc cái là 1.1 tỷ, hai chiếc là 1.7 tỷ. Nó có thương lượng, lấy miệng cào hết luôn á thì 1.7 tỷ nha, còn không lấy miệng cào thì thương lượng nữa. Rồi thích chiếc nào gả chiếc đó nha cả nhà. Clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.